tất cả các bạn, tôi là Tạ Thị Thinh. Với kinh nghiệm của nhiều năm làm tuyển dụng cũng như là đã đi phỏng vấn xin việc ở nhiều các công ty khác nhau, nhiều vị trí cao thấp khác nhau ở các công ty, Thị Thinh cũng muốn chia sẻ với các bạn sinh viên, những cái bạn muốn nhảy việc hoặc xin ứng tuyển vào các cái vị trí khác, một số những cái kinh nghiệm phỏng vấn khi đi xin việc làm, và những cái kinh nghiệm này, những cái câu hỏi này thì đa phần các bạn sẽ gặp phải ở tất cả các vị trí khác nhau khi mà nhà tuyển dụng đưa ra. Gần như là một nhà tuyển dụng thì họ sẽ có khoảng 10 câu hỏi giống hệt nhau trong tất cả những cái lần phỏng vấn. Bên cạnh 10 câu đó thì họ sẽ hỏi thêm nhiều những cái câu khác từ việc khai thác những cái câu trả lời của ứng viên. Và chúng ta sẽ đi đến cái câu phỏng vấn tiếp theo, đó là tại sao bạn lại muốn làm công việc này? Ở cái câu hỏi này thì các bạn cần hiểu rằng là người ta muốn nhà tuyển dụng thực sự muốn hỏi xem là bạn biết gì về công việc này, kỹ năng kinh nghiệm của bạn có phù hợp không, và bạn có đủ đam mê cũng như là yêu thích với công việc này hay không. Đó là những cái ý ẩn chứa đằng sau cho một câu hỏi rất là đơn giản, tại sao bạn lại muốn làm công việc này. Giả sử như công việc trước đây của bạn không phải là công việc hiện tại mà vị trí mà bạn đang apply vào, và bạn tự nhiên đang nhảy sang một cái lĩnh vực hoàn toàn mới, hoàn toàn khác so với những công việc trong quá khứ, thì nhà tuyển dụng rất muốn biết chi tiết và kỹ lưỡng cho việc là tại sao bạn lại muốn thực hiện, muốn làm công việc này. Và câu hỏi này thì không phải hỏi về nhu cầu của bạn đâu, mà chủ yếu muốn hỏi xem bạn thực sự phù hợp với công việc này hay không. Một cái câu trả lời sẽ là rất tệ nếu như các bạn trả lời như thế này: tôi nghĩ rằng đây là một công việc tôi có thể làm tốt, và tôi nghĩ rằng tôi thỏa mãn với các tiêu chí cần thiết, tôi làm việc chăm chỉ và tôi sẽ làm tất cả những gì mà công ty giao cho. Vâng, tôi sẽ làm tất cả những gì mà công ty giao cho. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ, tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm việc tốt, tôi sẽ làm được cái công việc này tốt. Vâng, từ 4 đến 5 câu trả lời này mà bạn vẫn không thấy rằng có một cái thông tin giá trị nào cung cấp cho nhà tuyển dụng cả. Họ không thấy được điều gì ở bạn. Câu trả lời thì rất là chung chung, không rõ ràng. Bạn nói rằng bạn thỏa mãn với các tiêu chí cần thiết, nhưng tiêu chí cần thiết là tiêu chí gì? Bạn có biết về những tiêu chí này không? Bạn có nắm rõ rằng công việc này cần yêu cầu đòi hỏi những kỹ năng và kinh nghiệm gì hay không? Không có, đúng không ạ? Tại sao bạn lại làm tốt công việc này? Bạn nghĩ rằng bạn làm tốt, nhưng mà điều gì sẽ chứng minh, bằng chứng gì cho thấy rằng bạn làm tốt việc này? Bạn chưa có hiểu biết gì. Và một điểm nữa rằng là không một nhà tuyển dụng nào muốn tuyển bạn vào mà chỉ trở thành một cái người mà chăm chỉ làm việc và làm tất cả những gì công ty giao cho các bạn. Trong rất nhiều những công việc khác nhau thì bạn phải là người làm chủ công việc của mình, sáng tạo và tự sắp xếp công việc của mình, cũng như phải hoàn thành công việc của mình một cách xuất sắc. Bên cạnh đó, ngoài cái việc là làm xong của mình, còn phải hỗ trợ và giúp đỡ đồng nghiệp nữa. Những cái công việc đó là phải chủ động, hoàn toàn chủ động, chứ không phải cứ khi giao việc thì tôi mới làm. Nên đây là một điểm sai của các bạn nhé. Không nhất công việc nó không chỉ nằm ở chỗ là giao cho bạn làm cái gì thì bạn làm cái đấy đâu. Có rất nhiều những vị trí công việc mà người ta chỉ mô tả một cách chung chung về vai trò và nhiệm vụ của bạn phải làm, còn lại thì cái cách bạn thể hiện ra, bạn phải tự quản lý, làm chủ công việc của mình, biết cách xử lý khi có những vấn đề gì đó xảy ra. Và với những người mà ứng phó tốt với những cái tình huống đó thì sẽ được ưu tiên tuyển dụng hơn là những người mà giao cái gì thì làm cái đấy. Và ngoài ra thì ngày nay thì cái việc chăm chỉ làm việc cũng không phải là khuyến khích các bạn. Chăm chỉ tương đương với việc là các bạn rất tốn thời gian, ngày nào các bạn cũng đến công ty, dù các bạn làm từ sáng đến tối, nhưng mà hiệu quả công việc của nó không cao thì người ta cũng không khuyến khích cái việc chăm chỉ đấy. Tất cả mọi công việc đều đang được đánh giá trên mức độ hiệu quả, năng suất làm việc và mức độ sáng tạo của công việc. Vì vậy nên chăm chỉ cũng không phải là một yếu tố cộng điểm ở đây cho bạn.
Tất nhiên rằng chăm chỉ cũng là cần thiết, nhưng mà có nhiều yếu tố khác cũng cần thiết hơn. Có rất nhiều vị trí mà người ta không nhất thiết phải bạn phải ngồi ở công ty mới hoàn thành công việc, phải không bạn? Ngày nay thì với máy tính thì bạn có thể ngồi bất cứ đâu và chúng tôi sẽ check được kết quả của bạn có hoàn thành hay không. Nên là chúng tôi sẽ không cần phải check xem, không cần phải kiểm tra xem bạn có phải đi đến công ty đúng giờ hay là về công ty đúng giờ hay không. Hay ở lại muộn công ty hay không, điều đó không quan trọng. Quan trọng nhất là kết quả công việc mà bạn thực hiện được. Một ví dụ tốt mà chúng ta có thể nên trả lời như thế này: các cái công việc liên quan đến sổ sách kế toán, lập ngân sách là việc mà tôi đã làm từ khi còn học đại học, và tôi đã có 5 năm kinh nghiệm với công việc này. Tôi vẫn mong muốn tiếp tục được phát triển hơn nữa trong tương lai. Rất rõ ràng các bạn đúng không ạ? Sổ sách, kế toán, lập ngân sách, đó là những công việc tôi đã từng làm. Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm và tôi còn mong muốn tiếp tục làm ra phát triển tiếp theo trong tương lai, phát triển hơn nữa các cái kỹ năng và kinh nghiệm của mình. Thì ở câu trả lời này tại sao nó lại tốt? Vì bạn đã chỉ rõ ra kinh nghiệm và kỹ năng của mình. Bạn đã có bằng chứng rõ ràng về việc mình phù hợp với vị trí công việc này. Bạn còn thể hiện một cái sự quyết tâm theo đuổi và nâng cao kiến thức của công việc này trong tương lai. Có nghĩa là bạn đang có một cái thể hiện rằng vẫn mong muốn tiếp tục kéo dài công việc mình đang làm trong tương lai. Đây là một yếu tố, một điểm cộng rất lớn ở nhà tuyển dụng. Bởi vì khi tuyển bạn vào thì bao giờ nhà tuyển dụng cũng mong muốn rằng bạn sẽ ổn định với công việc, cống hiến lâu dài với công ty, và hoàn toàn sẽ không mong muốn những cái ứng viên mà nhảy việc nhờ quá nhiều lần hoặc là trong tần suất thời gian quá ngắn. Một điểm nữa cũng phải chia sẻ với các bạn rằng là tại sao có những cái CV khá là đẹp nhưng mà vẫn bị lôi ra để chất vấn và tìm hiểu một cách kỹ lưỡng là như thế này. Tôi có gặp một người bạn mà có một cái trường hợp CV là cứ khoảng 3 đến 4 tháng bạn ấy lại đổi công ty một lần. Tức là trong CV của bạn thì phải có sau khoảng 2 năm ra trường thì bạn phải có khoảng 6-7 công ty đã làm việc qua. Mỗi một công ty chỉ khoảng làm khoảng 2 đến 3 4 tháng hoặc 6 tháng, sau đó thì bạn lại nhảy sang một công ty khác. Thì cái này là một trong những điểm trừ ở mắt nhà tuyển dụng, bởi vì là bạn nhảy việc quá nhiều. Việc nhảy việc quá nhiều như vậy cũng sẽ làm cho nhà tuyển dụng lăn tăn trong việc hỏi xem là lý do vì sao bạn nhảy việc, tại sao bạn lại ở môi trường nào cũng không thể tồn tại lâu được, cái mong muốn thực sự của bạn là gì. Trước đây bạn không phù hợp với công việc thì tại sao bạn không đi tìm một công việc mình thực sự thích và phù hợp mà lại cứ nhảy vào các công ty làm thử rồi lại ra, làm thử được vài ba tháng rồi lại ra, đúng chưa? Hoặc cũng có thể có vấn đề về việc bạn không hòa nhập được với cả văn hóa công ty, thì điểm này lại càng là một điểm trừ nữa, bởi vì nếu ở các công ty đó mà bạn không hòa nhập được thì liệu rằng với công ty mới này bạn có thể hòa nhập được trong vòng bao nhiêu tháng? Bạn sẽ ở lại bao nhiêu lâu? Đó cũng là một cái lăn tăn khá lớn của nhà tuyển dụng trong việc là bạn cống hiến một cái khoảng thời gian quá ngắn ở các công ty trong quá khứ, thì với công ty mới liệu bạn có thể ở đây lâu dài hay không. Nên là bạn lưu ý khi mà trình bày vào trong CV công việc, chúng ta cũng phải để ý điều này. Và cái trường hợp mà không thích đó là bạn chưa hội tụ đủ kinh nghiệm và kỹ năng làm việc ở một nơi nào đó mà bạn đã đi rồi. 3-4 tháng là chưa đủ các bạn. Best nhất ở một công ty bạn phải làm việc ít nhất từ 2 đến 3 năm mới có thể đủ cái năm kinh nghiệm, rồi đủ các kỹ năng, đủ rèn luyện và đủ những cái phẩm chất cần thiết mà học hỏi được ở công ty đó. Một trường hợp thứ hai cũng bị reject trong khi CV cũng chỉ có một vấn đề này thôi. Đấy là 10 năm rồi bạn chỉ làm ở một dự án. Một dự án duy nhất mà bạn làm, một công việc duy nhất bạn làm trong vòng 10 năm. Điểm này bạn có thể thấy tự hào mình là một người kiên trì, mình là một người mà không mau thay đổi, không kiên trì được với công việc. Nhưng trong mắt nhà tuyển dụng thì người ta không nghĩ như vậy. 10 năm không thay đổi công việc thì thật là khó để mà
thật là khó để mà giải thích rằng là tại sao bạn lại ở lại tận những 10 năm cho một cái công việc mà bạn làm đi làm lại không thay đổi gì. Bạn sẽ không thể tăng các kỹ năng và kinh nghiệm của mình lên được nếu như bạn chỉ làm mãi ở một vị trí đó, một dự án đó. Các cái trường hợp kiểm tra khác, các cái trường hợp tình huống khác, bạn không hề học được, bạn tụt hậu so với cả lứa tuổi của mình, gần như là tụt hậu so với những người lăn lộn ở trong nhiều dự án khác nhau trong cùng một công ty các bạn nhé, nhưng họ lăn lộn với nhiều các cái dự án khác nhau thì kiến thức, kinh nghiệm, các tình huống họ gặp phải là nhiều hơn và họ sẽ có nhiều trải nghiệm hơn cũng như có nhiều khả năng để mà thích nghi cũng như là vươn xa hơn. Còn bạn thì lại đang chỉ học hỏi trong vòng năm đầu tiên và 9 năm còn lại là tận dụng những kiến thức mình đã có để mà sử dụng, đi sử dụng lại chứ không hề có một cái môi trường để bạn tiếp tục cải tiến và nâng cao. Thì đây cũng là một điểm trừ cho những ai mà làm quá lâu ở một vị trí. Vì quá lâu ở một cái vị trí như vậy thì cũng sẽ lại được đánh giá rằng là bạn đang không có bất cứ một cải tiến gì từ khi ra trường. Đó là những cái lưu ý mà các bạn cần phải suy nghĩ và định hướng sẵn cho mình. Tôi không khuyên rằng các bạn sẽ nhảy việc ở nhiều công ty khác nhau, điều đó không đúng, mà chúng ta ở trong cùng một công ty, chúng ta cũng có thể chuyển đổi với nhau khá là nhiều. Ví dụ tôi nói rằng là trong ngành phần mềm chẳng hạn, công nghệ thông tin thì trong cùng một công ty có rất nhiều các loại dự án khác nhau. Chỉ khoảng từ 2 đến 3 năm các bạn có thể xin nhảy sang một cái dự án khác. Hoàn toàn là chúng ta lại làm một mảng và một lĩnh vực khác. Như vậy cái khả năng và kiến thức của chúng ta sẽ được nâng cao hơn. Có những cái đòi hỏi và những cái yêu cầu buộc chúng ta phải tiếp tục học hỏi và tiếp thu rồi là phát triển bản thân mình lên hơn. Nên là thay đổi các vị trí công việc trong cùng một công ty cũng là một cái rất là hay để giúp cho bạn nâng cao được kỹ năng cũng như là kiến thức và kinh nghiệm của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hy vọng đây là những cái chia sẻ mà có hữu ích cho các bạn khi mà đi phỏng vấn và xin việc làm. Và hẹn gặp lại các bạn ở những câu hỏi tiếp theo.